Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với Total War Three Kingdoms với campaign duy nhất đi. Vậy trong part lần trước là chúng ta đã thua quá nặng nề, thua nát vãi cả ra ấy, nên rằng là trong part lần này chúng ta sẽ chơi lại lần nữa và để xem là mọi thứ có tốt hơn không. Mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn đấy. Thì nói chung rằng là cái part này là mình sẽ kiểu thống nhất Bách Việt hay làm gì đó thôi, cũng chơi vui thôi, nó không phải là kiểu mình làm quá nhiều cái gì đâu. Ok, vậy đó, thì chúng ta rút kinh nghiệm là sẽ không lấy Lữ Bố trong thân đầu tiên, mà chúng ta sẽ lấy trong thân thứ hai. Assignment bây giờ có khi rằng là chúng ta cứ cử con gái này, bởi vì rằng là mình có khi là sẽ cần phải chiếm cái Spice Market này để cho chúng ta sẽ có cái Stimulate Market là cộng 75% income from Commerce, Silk and Spice. Thì chúng ta lại tình cờ có một cái Spice Market trên này thì cũng được. Tuy nhiên hiện tại chúng ta sẽ cứ dùng tạm cái này đi cái, cộng 100% food from farming cả đủ kiểu. Rồi ok, và sĩ nhiếp, ông sẽ đi lùi nệ tôi cái. Lữ Bố thì thường phải đến tầm thân thứ 8 thì nó mới cưới. Nó chưa cưới ai đâu, thì thường là nó cưới khoảng tầm là cưới với điêu thuyền khoảng tầm thân 7, thân 8 xong. Đấy là còn tùy xem đồng trác có cho cưới hay không. Được rồi, vậy thôi thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ mình. Và có ý kiến thì hãy comment bên dưới. Thì mình sẽ, nếu thích thì mình sẽ làm tiếp vài phát nữa, còn không thì mình cứ tiếp tục làm đồng trác ở Thảo Thảo thôi. Rồi ok, thì bây giờ là đồng trác. Rồi negotiate đồng trác. Bây giờ chúng ta sẽ receive marriage. Con gái mình. Make this work. Đắt quá. Cái này gì ấy? The methods of the Shima. Shima là tư mã mà. Ở tí, mình xem nào nào. Chuyên ancillaries là cộng 8 satisfaction. Đợi tí, mình có đổi được cái này không? Bây giờ là tao sẽ cho mày cái con ngựa này không? Bởi vì rằng là mình muốn giữ cái này ý, để cho là chúng ta sẽ cộng 8 satisfaction, để mình sẽ giữ được cái thằng Lữ Bố lâu một chút. Thì nếu mà con ngựa này với cả là thêm food đi. Ok, 5 phút thì ok. Mọi thứ chắc là cũng ok, mình sẽ declare war luôn mà, nên là nó cũng chẳng gì lắm đâu. Giảm chút tiền xuống cái nào. Rồi ok. Tại sao thế? Rồi ok nào, Lữ Bố ở đây rồi. Thì bây giờ rằng là chúng ta sẽ cho vào family tree. Make air. Mình biết rằng là mình sẽ đuổi Sĩ Huy đi, nhưng mà cũng đành phải bỏ qua vậy. Và Sĩ Huy bỏ chạy rồi. Tạm biệt Sĩ Huy. Ok, và Lữ Bố phe chúng ta. Và bây giờ rằng là chúng ta cứ declare war bọn nó được thôi. Và ok, đã xong. Vậy là chúng ta có cả Lữ Bố và cũng declare war như bình thường. Nhưng vấn đề rằng là quân đội chúng ta đang quá yếu, thì vậy nên rằng là chúng ta chắc chắn là sẽ bị hủy diệt như lần trước nếu mà mình không chuẩn bị kỹ. Thì chắc là khoảng tầm là mình sẽ mai phục đâu đó nhỉ, hoặc là mình sẽ cố gắng tóm cái bọn Úc Lâm này ở đây luôn này, xử lý luôn bọn nó quân đội này ở đây luôn. Úc Lâm sẽ hơi khó đấy, bởi vì Úc Lâm là một cái town thì nó sẽ có tháp và đủ kiểu, thì mình sẽ phải nhốt trong đấy, nhốt bọn nó trong đấy. Đang tại hành trình. Có lẽ là mình sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 2.000 rồi mình mới mua quân đội để cho chúng ta sẽ đủ tiền để mua được. Còn bọn này đây thì Úc Lâm ấy thì rằng là có bao nhiêu quân đội? Vừa vừa đấy, không phải quá đông đâu. Chúng ta mà có thêm Lữ Bố đây thì sẽ rất ngon này, nhưng mà Lữ Bố thì rất đắt, 6.100 và nó ghét cam lễ. 6.100 à? Hay là mình cho Sĩ Khí Kim như này? Thôi anh chọn đã vậy. Hay là mình cho cái task selection nhỉ? Nhưng mà thôi, đây Việt Nam mà. Mình muốn là phải cho kiểu nhân từ với người dân, người Việt mà, sao lại kiểu phải bực dọc gì. Nhưng nói chung rằng là chúng ta sẽ cố gắng là thống nhất một phần của đất Bách Việt ngày xưa. Thì đất Bách Việt thì cái kiểu nhiệm vụ của mình trong cái campaign này là nếu mà có thể thì rằng là mình sẽ muốn là chiếm cái vùng đất Bách Việt ý. Bách Việt thì tầm khu vực quanh đến này chăng? Mình nhớ là khu vực phía Nam này là khu vực độc thuộc đất Bách Việt, nó kéo lên dài đất Mân dưới này này, là kéo đến đây. Mình nghĩ là vậy, mình cũng không phải là quá giỏi về lịch sử đâu, mình cũng biết là vậy thôi. Đang tại hành trình. Phải biết lắm. Thì nói chung là ngày xưa rằng là các bạn cứ nhớ cái đất nước Nam Việt ý, thì rằng là nó kéo dài từ khu vực Giao Chỉ này đến khu vực tầm phía Nam chỗ này là kiểu khoảng cả khu hai đất Lưỡng Quảng ấy, và đất Mân thì nó lùi phía Bắc chỗ này nữa này. Hình như đất ngày xưa nước Việt ở thời Xuân Thu thì nó cũng nó lùi trên này nữa sao ấy.
Nên là chúng ta cố gắng chiếm toàn bộ cái vùng đất kiểu bên ngay cạnh biển này cho dù chẳng có gì cả. Và thế rằng là chúng ta cũng di chuyển đi, có khi là bắt đầu chiêu mộ nhỉ. Thôi đợi thêm thời nữa vậy. Và reform thì chúng ta sẽ cho cái gì bây giờ? Cộng population growth đi. Bởi vì rằng là chúng ta đang có rất ít population đây. Thì population nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc rằng là chúng ta sẽ phục hồi quân đội nhanh hay không. Thứ nhất là khi rằng là mấy khu vực này hợp phố với cả là giao chỉ nó chẳng có tí dân nào cả. Thì đấy là vấn đề khá lớn để chúng ta phục hồi quân đội được. Cái là quân thành nó với bọn kỵ binh nó là vấn đề rất lớn này. Thì chúng ta bây giờ sẽ cần phải chuyên môn kỵ binh hoặc là giáo binh đi. Nhưng kỵ binh đắt quá nhỉ. Thì là giáo binh như vậy. Để cho tôi hàng giáo binh này. Sau đó cho tôi thêm một vài thằng kiếm này. Và một thằng cung đi. Rồi ok. Tạm thời như này chưa đủ lắm đâu. Nên rằng là chúng ta vẫn sẽ phải đợi khoảng tầm là nói chung là chúng ta cứ còn rất nhiều thời gian mà. Cứ cắm đây càng lâu tốt cũng được. Mình có khá là thừa thời gian. Và chúng ta thích làm gì làm. Nói chung là sĩ nhất phải chơi từ từ thôi. Không làm nhanh hơn lần trước được đâu. Lần trước là chúng ta fail quá nặng nề rồi. Thì mình đã rút kinh nghiệm. Và lần này mình không thua nữa. Rồi ok. Thì Trần Cung tham gia phát triển chúng ta. Bởi vì rằng là nó có lữ bố đây. Thì có lữ bố của chúng ta sẽ có Trần Cung luôn đây luôn. Và lữ bố nó một. Sao mày là đang bực này. Married into the ruling family và recently hired và innate satisfaction và made heir nữa. Có lẽ chúng ta sẽ cho nó cái đồ nào để cho nó thêm cộng 2 public order thì cũng khá là ngon này. Ok. Bình xí trận loạn. Nhưng nó khá lo rằng là lữ bố chạy tiếp bởi vì chúng ta không có tiền để duy trì ở đâu. Thực sự đấy. Để mà duy trì nó chúng ta phải tăng lương liên tục. Tuy nhiên rằng là bởi vì lữ bố là e là cái người thừa kế phát triển của mình nên rằng là chúng ta có thể sẽ an tâm là chúng ta không phải trả tiền nó. Bởi vì cái làm e là nó không phải trả tiền rồi. Đây mình chỉ không lữ bố này character salary and upkeep bằng không bởi vì nó là fashion e và có vẻ như rằng là satisfaction nó tăng lên rồi thì ok vẫn đang ok này. Trần cung thì nó cũng đang bình thường, nó sẽ khá là quý thằng lữ bố. Mình nghĩ là vậy. Phone towards đồng trác, what the fuck. Chuẩn bị hành động. Chúng ta có phải nhận sinh hạng bọn nó. Bây giờ rằng là mày chưa một ai không? Cung á. Cung thì không nên lắm. Tiếp của Anthony đã làm. Có khi rằng là chúng ta thân sau sẽ có đủ tiền để chưa một thêm một bọn giáo binh nữa thì ok, chưa một đi. Giáo binh hay là kiếm. Nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta sẽ cần phải xử lý bọn kỵ binh đây nên rằng là chúng ta sẽ chụp bọn giáo binh cả đi. Và thế là hết tiền. Ủa vãi cướp 27-18 á. Thế thân sau chúng ta sẽ phải tấn công một cái tỉnh này rồi. Thế như vậy rằng là chúng ta có lẽ là what the fuck. Mình sẽ cần phải fashion rank cao hơn thì chúng ta mới chỉnh thế được. Thì như là mức rank noble không được chỉnh thuế mà nó phụ thuộc vào những người khác chứ. Chương 12 chúng ta sắp vỡ nợ rồi. Trị hình thiên hạ. Ủa vậy cứ không thành công được à? Thế này hơi có vấn đề nhỉ. Thế đổi bớt đi. Chúng ta sẽ đổi bớt chương mân này, release service này hoặc là banish này. Đấy rồi ok. Chúng ta sẽ thêm tiền và lữ bố bằng 43 điểm thì cái này nó hơi có vấn đề. Nói chung rằng là chúng ta phải đổi tạm đi bởi vì chúng ta không có tiền. Thông cảm, bình tĩnh. Cộng 15% income from peasantry. Nó không nhiều đâu, chứ chẳng có tí gì cả bởi vì peasantry của mình nó có mỗi cái tỉnh là nó có ruộng. Còn lại chẳng có tỉnh nào có ruộng nữa cả.
Thắng được cơ. Thôi cứ start vào đã. Rồi chúng ta tính sau này. Lữ bố thì như nào? 41 điểm. Sao mình thấy rằng là nó đang hơi có bực mình hay sao nhỉ? Cộng 25 salary thì cũng ok. Tuy nhiên rằng là cái salary của mình nó đang hơi, cái tiền của mình hơi ít quá. Nên là cứ bình tĩnh. Và chúng ta cũng không có tiền để sử dụng cái gì cả. Ngoại trừ cái government support đây thì cũng ok. Nó cũng không có gì lắm cả. Bởi vì rằng là mình có cái ruộng ở Rice Paddy này rồi, thì chúng ta mà sử dụng cái government support thì cũng được, nhưng mà mình cũng không nhu cầu lắm. Thôi bao vây cái tỉnh Úc Lâm kia đã, để xem nó có chui ra ngoài không. Chui ra ngoài chúng ta sẽ tự xử lý cho đơn giản hơn thôi. Mình sẽ muốn rằng là quân đội chúng ta sẽ không chết quá nhiều ấy. Bởi vì khu phía nam này nó sẽ hơi có, hơi có khó phục hồi quân đội ấy. Bởi phía nam nó ít dân quá. Quyết ý tử chiến ba. Rồi ok. Trận này rằng là chúng ta chắc là sẽ phải đối đầu kỵ binh nó đầu tiên này. Thì giáo binh của mình sẽ đứng hàng đầu tất nhiên rồi. Bọn mày sẽ nản hàng ra và cho tao cùng đây. Rồi ok, bọn này sẽ có cái shoe wall ở đây, chúng ta sẽ khá là ok này. Thì bọn mày sẽ lập cho tao đội hình shoe wall với cái. Và mày sẽ sau bọn nó tao này. Rồi ok, chắc là đứng ở đây cái. Sao bắt đầu. Cái vấn đề rằng là cái tướng Vanguard của nó sẽ giết quá nhiều lính của mình. Vanguard là tiếng lính chuyên dụng, tướng chuyên dụng để đánh nhau với bộ binh. Thì vậy nên rằng là nó đánh nhau khá là kinh. Cái Sentinel này mình không biết rằng là nó chuyên dụng cho cái gì cả. Nó kiểu để hấp thụ máu chăng? Là kiểu đánh nhau kéo dài thời gian chăng? 26.000 máu. Nếu mà so với thằng Úc Lâm đằng kia sao? Ứng thiệu này thì nó ngang máu nhau. Tuy nhiên rằng là Miller Charge Bonus của nó cao hơn này. Với cả là tôi đợi tí. Mình chẳng biết sau đó nào cả, cứ đợi tí nào. Chắc là cho thằng Cam Lễ ra đây đánh nhau bọn nó trước. Mình đánh nhau nó chắc là sẽ thua đấy, nhưng mà có khi thôi, đừng đánh nhau vội. Để xem là sẽ tấn công đâu cái nào. Rồi ok. Đội quân chưa thể này. Và bọn này thì mình không biết là lắm này. Mày bỏ đường ra, ta hỗ trợ tướng đào cái và ứng thiệu đang thua. Hả? Ok, vậy kỵ binh nó xong rồi đấy. Thì mình cũng không có đơn giản này cả. Đây là mức hai đây các bạn ạ, mức hai đây. Ồ vãi cớ tôi rồi. Hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ. À may quá, à đâu, không may đâu. Rồi ok, Mounted Lancer này đã chết rồi nhá. Sau đó rằng là chúng ta sẽ lùi quân đội ra đây. Chỉnh hàng đi. Lên đây. Rồi ok. Xong tướng nó và xong kỵ binh nó rồi thì chúng ta sẽ không phải lo nữa rồi. Thì bộ binh nó cũng không phải là mối quan mối đó đáng lo mình lắm cả. Tản đường ra. Sau đó mày sẽ ra chỉ ra tướng nó ứng thiệu này. Có lẽ là lên tấn công đi. Bọn mày lên xử lý bọn này tao gái. Và chúng ta gần xong rồi đấy. Ok. Vậy thì rằng là chúng ta sau khi rút kinh nghiệm xong thì mình có thể gọi là cũng đang khá là ok đấy. Đây. Mày tấn công sau. Và thế là sẽ ok này. Bị tấn công hai phía chắc chết chắc còn đâu nữa. Còn G Infantry Captain thì chắc là cũng chẳng sao lắm cả. Thank you.
胜利就在眼前。Sao bọn này mất thời gian đấy? Kẹp từ hai phía mà bọn này là gì militia thì thường là moral phải yếu lắm chứ nhỉ? Nhất là khi tướng nó chết rồi thì mình nghĩ rằng là bọn nó phải vỡ trận rồi chứ. Mà cũng chẳng có gì đâu. Mà quay lại cái và cầm lấy lên sắp chạy này. Mà cầm lấy chết mình không quan tâm lắm. Bởi vì rằng là nó ghét sĩ nhất thì chúng ta sẽ có nguy cơ rằng là bọn này nó hoạt động không hiệu quả với nhau. Và sẽ lại có nguy cơ rằng là thằng này nó lại làm gì đó mình. Lý quân cang hoàng tháo thoát. Thực sự là mình không biết là cầm lấy cái ai cả. Chắc lịch sử không có tên thằng này sao ấy. Để có gì mình tìm thử xem.缜密谋划，方可取胜。Chắc là sẽ recruit một đội đi, bởi vì chúng ta sẽ cần phục hồi nhanh hơn. Như mình đã nói liên tục rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tấn công và cướp thành Úc Lâm của mình cái. Let's go in. 击垮敌军。怒吼吧。OK, đã đầu hàng và chúng ta không phải hy sinh gì cả. Khá là ngon đấy. Chắc là lần sau là mình sẽ tấn công hợp phố đi cái, hoặc là chúng ta sẽ tấn công nốt tỉnh Úc Lâm này. Thì sau đó là chúng ta sẽ vẫn ok này. Bởi sự tiếp lên level mới thì chúng ta sẽ cho là cộng 10%. Ok. Vậy ạ, anh nhầm. Đợi tí. Y thống thiên hạ. Vũ yếu yào sĩ và mẫu sĩ sáng y. Cộng 3% replenishment. Khá là ngon. Nếu mà cộng 3% sau đó là cái này cộng 6 moral for military không, cộng 5 cover cost. Ok. Giao chỉ chúng ta xin cấp gì giờ? Administration office cộng 10% income for all sources thì cũng ok. Thôi administration office vậy. Và chúng ta mới hết tiền. Tuy nhiên rằng là chúng ta có đủ lượng để đi xâm chiếm tất cả tỉnh phía nam này của nhà Hán rồi. Còn về tiền để đi chiếm lại mấy tỉnh như kiểu Giao chỉ cả X Châu này đây, chúng ta sẽ không có tiền lắm. Bởi vì rằng là mỗi cái tỉnh đấy chúng ta sẽ cần khoảng tầm 4.000 đến 8.000 để chúng ta phải chiếm được. Vậy nên rằng là với tình hình kinh tế của mình hiện tại ra thì chúng ta không nên mong chờ lắm, không nên mong chờ quá nhiều gì đâu. Và ok, what the fuck? Oh what the fuck? Lữ Vũ đây mà. À, tuy nhiên Lữ Vũ bao nhiêu điểm rồi? 34 điểm. Thì friendship between hostile factions, death of a friend. Thằng này có vẻ như đang bực rồi đấy. Chúng ta sẽ cần phải làm gì đó đi nhỉ. Nói chung rằng là chúng ta cứ tấn công Vũ Lâm đã. Rồi có gì mình sẽ tính sau này. Ezern. Chẳng việc gì làm nữa cả. Chắc là mình sẽ delegate này nhỉ. Bởi vì rằng là chúng ta không có kỵ binh đây thì đánh nhau cũng chả điểm gì cả. Trị trừ sưng ư cường công. Ok vai và chúng ta mất 140 quân. Nhưng mà tiền bạc của mình đang đỡ hơn rồi đấy. Cái chú lý xa trọng là... từ đang nghĩ xem nào. Lúc 4 nào rồi. Bao điểm? 35. Ok, có vẻ như nó vẫn chưa mức lắm đâu. Thì chúng ta vẫn đang tạm thời ok này. Sau đó rằng là mày sẽ di chuyển ra phía nam này và chiếm tạm hết tỉnh Hợp Phố, Cao Lương, Thương Ngô. Nói chung là chiếm hai tỉnh Lưỡng Quảng, chúng ta sẽ em phát lần này là sẽ ok đấy. Chu Thái. Nghe quen nhỉ? Chu Thái. Đây là tướng của nhà Ngô hay sao ấy? Và tướng vàng nữa nhưng chúng ta không có tiền nên tạm bỏ qua vậy.
Ok, Lữ Phách, For Tyrant Empire Civil War đồng chắc. Từ trước này là mình chưa bao giờ thấy đồng cái Civil War ở đâu cả ấy. Thực sự là vậy. Cái kiểu cái vấn đề là những bọn đứng đầu faction ấy thì là những cái faction lớn thì mà khả năng cao diễn ra Civil War được, nhưng mà những người đứng đầu đấy thường là hay khó chết. Trừ khi là chết trong chiến tranh thì vẫn chết được, nhưng mà bình thường nó hơi khó chết. Thì vậy nên rằng là mình thấy nó ít khi xảy ra cái việc rằng là Civil War ở đâu cả ấy. Với cả cho dù cái người đứng đầu faction chết đi nữa thì chúng ta cũng vẫn hơi thấy khó, vẫn thấy khó để có thể gọi là gì nhỉ? Bây giờ mình đang nghĩ nào, mình nói gì nhỉ? Cho dù người đứng đầu trong faction chết đi nữa thì chúng ta vẫn khó để xảy ra được cái Civil War. Thì lần trước là có thể là mình đã chém viên đạn ở viên thiệu này, thì viên đạn nắm quyền mà cũng chẳng có việc gì xảy ra Civil War cả, thì mình thấy khá là kỳ lạ. Mình nghĩ là Civil War nó phải có cái gì đó hay hơn ấy, thì CA phải có update hay gì đó, bởi vì Civil War nó gần như chẳng có gì cả. Bao điểm rồi? 37 tuổi, 36. Ok, thì nó vẫn đang duy trì 37, 36. Thế chúng ta vẫn tạm thời khá là ngon. Và chúng ta sẽ cố gắng chiêu mộ thằng Chu Thái cái đi. Sinh nhất bao tuổi rồi cơ? 55 tuổi rồi. Lại còn đẻ tiếp. Vương Mộng Quyền 33 tuổi. What the fuck? Cách bao tuổi cơ? 55, 33, 7, 22 chăng? Sĩ Huy mẹ đang ở đâu đấy? Tại sao mình phải cho nó cái này? Nó vẫn ở trong faction mình á? Oh, what the fuck? Vẫn còn đây. Không ngờ là vẫn còn đây đấy. Mình tưởng là sau khi là mình đã tước cái ngôi thừa kế nó ra thì nó trở thành là thằng bực bội, nó bỏ đi. Bình thường là vậy mà. Bình thường là những thằng bị tước cái ngôi kế vị ra, bọn nó sẽ bực mình và bỏ đi. Thì lần này mình không hiểu tại sao rằng là nó đã không bỏ đi. Tại sao tuần kia chết sớm ấy? Ok, như vậy chúng ta sẽ trong hợp phố. Đây là hợp phố ấy, phố. Chắc là mình sẽ đủ sức, nhưng mà mình không sao làm đâu. Mình chuyển đây cái nào. Và úp lâm, rồi ok. Úp lâm, đào trễ. Đào trễ, hợp phố, chẳng có gì cả. Chúng ta chẳng có tiền. Và thế là Chu Thái bỏ đi rồi. Quách Tỷ về đây rồi cơ. Quách Tỷ là tướng của Đổng Trác đấy, mà sao bây giờ lại bỏ về đây rồi? Lâng tĩnh trấn trụ, thiên tầng bão lăng, chung sĩ dự nhiên. Ok, có fire arrows thì chúng ta sẽ khá là ok này. Bây giờ sĩ nhớ đợi tới Kính định thiên hạ. Bảo tồn chiến lực. Cho mô này và tấn công tôi chu hoán này cái. Nã chi vũ khí. Demand surrender nào. Đây là cái tiếp thôi. Này mình không quan tâm lắm. Quân quân chiến lược, thắng địch quân một trận. Và chúng ta chết 3 tướng và mất khá nhiều quân đội đấy. Trương Dũng đã sắp tử này. Và chúng ta sẽ cứ kệ cái, bởi vì rằng là chúng ta rất cần cái replenishment này cái. Cảm lẽ khá là bực rồi đấy, thì chúng ta có lẽ rằng là sẽ cho nó cái gì giờ. Mày bực cái gì? Đi ra hai God position, init satisfaction nó thấp từ ban đầu rồi, thì chúng ta sẽ cho nó cái gì đó đi nhỉ. Cộng 10 lượng thuyết supply thì cũng được, nhưng mình chẳng cần lắm này. Chẳng thì hay lắm cả. Chỉ rấu rú sủi, y ying vạn biến. Cái vấn đề rằng là bây giờ chúng ta chẳng quen ai nữa ý, ngoại trừ Đồng Mân ý. Và vấn đề rằng là chúng ta rất cần cái mối quan hệ với người khác để chúng ta sẽ trade được người ta, nhưng mà chúng ta không quen ai được cả. Nên là mọi thứ hơi khó khăn quá đấy. Chỉ rú liu sủi. Chắc là sau khi chiếm và xử lý xong hai đạo quân kia thì chúng ta đã xử lý xong hai đạo tướng của nhà Hán rồi. Thì chắc là khu phía Nam nữa chẳng có ai đâu. Mong chờ là vậy. Mình mong chờ là vậy. Dư khí ngưng thần.
Tào Tung chết rồi. Thế thì có nghĩa rằng là Tào Tháo sẽ declare war với Đào Khiêm. Và chúng ta sẽ đánh nhau giữa Lưu Bị với cả Tào Tháo và đủ kiểu. Nói chung rằng là quân đội mình tiếp tục chiến thôi, chẳng vì gì cả. Ok, về đây chẳng có ai cả. Trời ơi, nó chán đấy. Hôm trước các bạn bảo rằng là mình chơi đổng trác chê thì là kiểu khó khăn quá, xong rồi chơi sĩ nhiếp thì nó lại chê là hòa bình chán quá. Thì cái vấn đề rằng là cái đấy nó hơi có hơi nó kiểu như hai thái cực khác nhau ấy. Thì một cái là cực của việc đánh nhau và một cái là cực của việc hòa bình. Phải như là cái việc mà mình chơi như kiểu Tào Tháo ấy thì rằng là chúng ta mới có chơi như Tào Tháo ấy thì rằng là chúng ta mới thoải mái được. Thì như kiểu rằng là nó hòa bình nhưng mà chúng ta cũng có việc để làm. Các bạn nhớ cái part lần trước là khoảng tầm part 6 hay part 5 gì đó ấy, thì rằng là chúng ta có hơn một tiếng là tầm hơn 20 part hơn gì đó là chúng ta hòa bình. Thì cái đấy nó khác cái này là bởi vì rằng là chúng ta có tiền và chúng ta có việc để làm, là cái việc là duy trì cái đế quốc lớn của thế của mình. Bởi vì rằng là sĩ nhiếp dù gì mà nói nữa thì nó vẫn chỉ là khu phía Nam này thôi, là khu Quảng Đông với cái Giao Chỉ, nó chẳng có gì cả, thực sự chẳng có gì. Chúng ta không có tiền làm gì cả, đạo quân chẳng có nữa, chúng ta không có tiền chiêu mộ hay làm gì nữa cả, và chúng ta không chiêu mộ ai nữa. Thế nên là cái việc là các bạn so sánh giữa cái hòa bình của sĩ nhiếp với cả hòa bình của Tào Tháo nó hơi có kỳ kỳ không? Em phải biết rằng là mình nó hơi linh tinh tí ấy, nên rằng là các bạn kệ đi nhá. Chúng ta sẽ chiêu mộ ai bây giờ? Chẳng có tiền, phải chưa? Nghèo là một cái tội của nó. Và chúng ta sẽ lấy cái gì bây giờ? Cộng 10% income for all success thì chúng ta sẽ được thêm 30 đồng. Ok, 30 đồng cũng đủ ngon rồi. Ok, tấn công vào Cao Lương này. Có ai không? Ok, không ai cả. Và Cao Lương của chúng ta chắc là ở không nhiều quân đội đâu, thì xử lý khá là dễ này. Hay là các người dân đang đánh cá đây này. Hay đấy, hay đấy. Anton tiếp, chẳng có gì cả. Vậy là mình đã mở thêm một slot assignment nữa. Từ đợi tí nào. Assignment bây giờ là mình sẽ cử cho ai bây giờ? Chắc là cử lấy thêm phút đi nhỉ. Đây, cho Hoàn Lân lấy thêm phút, cộng 100% phút conforming thì chúng ta lấy thêm phút đi. Và bây giờ rằng là có bộ mày thích làm gì không? Would you please? Maybe. Maybe đéo. Ok, bỏ đi. Chắc là mình sẽ lấy qua lương xong mình sẽ quay lại về đây mà chiếm Thương Ngô nhỉ. Hà Đô Cao Lương là tỉnh cuối cùng của khu vực này đấy. Thì ok, chúng ta sẽ chiếm nước Cao Lương và sẽ em phát lần này đi. Thì chúng ta sẽ chiếm hết cả hai tỉnh Lưỡng Quảng rồi. Người Việt ngày xưa cũng chỉ sống khu vực Lưỡng Quảng này thôi nhỉ. Kiểu Lưỡng Quảng và khu vực Bắc Việt nữa là chúng ta sẽ người Bách Việt nữa. Bách Việt không phải chỉ... À không, mình nhầm đấy. Bách Việt không phải là người Âu Việt mà ngày xưa mình gọi đâu. Nên rằng là lịch sử mình sai. Ok, mình nhận. Nói chung rằng là mình không có đúng nhiều về lịch sử lắm, nên là các bạn cảm. Chắc là đợi thêm một thơ nữa để chúng ta phục hồi xong chúng ta tấn công này. Thì có lẽ rằng là bây giờ thì Lữ Bố 45 điểm, ok, vẫn đang khá là ngon. Hoàng Xanh, chẳng biết là ai cả. Quốc tế, Thích Nguyên. Sĩ Khiết Kim thì chúng ta sẽ cho cùng với đạo quân với Lữ Bố đi. Bởi vì Lữ Bố với cả Sĩ Khiết Kim là người yêu của nhau, là vợ chồng của nhau. Đâu? Nên rằng là khi mà cùng quân đội nhau thì bọn nó sẽ buff cho nhau thêm kiểu Oswin với cả là relative phải cùng với nhau thì nó thường là sẽ cộng một chút. Nó không phải quá nhiều đâu, nhưng mà cũng khá là có ích.
trong việc đánh nhau thôi. Lu khẩu ba. Khai trận. Cao lương chẳng có ai à? Vãi cứ chẳng có ai này, thì ok, chúng ta cứ chiếm như bình thường thôi. Và Úc Lâm population đang bình thường này, public order đang tăng lên rồi này. Và chúng ta sẽ cho County Academy á. Chả điểm gì cả. Ok, và chúng ta sẽ occupy. Nhập hàng increases second marquis. Và chúng ta lên mức là second marquis rồi. Và chúng ta sẽ có thêm chức danh là chancellor ở đây. Thì Thuần Vũ Quỳnh, what the fuck. Thuần Vũ Quỳnh, đây là tướng Manji hay sao chứ? Chả nhớ lắm. Tuy nhiên rằng là nếu bây giờ chúng ta thần cung đấy thì rằng là trừ 7% construction cost. Không điểm gì đúng không? Vương Mộng Quyền sao? Cộng 15 reserve thì cũng khá là ngon này. Sĩ huy sao? Peacekeeping cộng 2 public order trừ 10%. Cái này khá là ngon đấy. Tuần Vũ Quỳnh sao nào? Thôi cho sĩ huy vậy. Em trader và chúng ta sẽ cho vào giá trị đi cái. Và còn chancellor ở đây thì chúng ta có lẽ sẽ cho trần cung này nhỉ. Cộng 15% income for country rồi ok và cũng đủ kiểu. Ok vậy đó. Thì chúng ta sẽ end part lần này ở đây thôi. Thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ mình. Và có ý kiến gì hãy comment bên dưới. Ok, bye bye.